con đeo 147.000, mua đen đang rất là hot đây. Anh em theo dõi cái kênh thông tin ấy, thì lúc mua đen này mới ra, rất là nhiều khách hàng phải chờ vài tháng để lấy đúng mua đen này. Đấy, tại vì phân khúc 147.000 này đeo được đầu tư đặc biệt với cái màn hình, với cả cái độ hoàn thiện thân vỏ, cắt sim chi rất là đẹp. Thì vắn tắt là mua đen này mình chỉ giao cho mấy khách ở định công, anh ấy không có thời gian qua thì nhờ anh em lấy làm hết từ A tới Z và quay lại cái quá trình khui thùng đang kiểm định lại. Thì mỗi máy nó đều có cái số server tag này, đây, cái số để quản lý máy này, và có cấu hình ở trên thùng. Còn đây là cái niêm phong của nó. Đấy, anh em muốn tự khui thì qua công ty, còn mà ngại dịch chuyển thì nhờ anh em ở công ty làm hết rồi giao qua địa chỉ tận qua. Cấu hình của máy đây như đang trên website bên mình luôn. Vắn tắt nó là con i5 chip thế hệ thứ 11. Ổ cứng SSD 256 này. Đấy. 147.000. Giá đang cực kỳ tốt luôn. Đấy, tổng quan cấu hình. Cái này thì cần tốt các việc văn phòng rồi. Đây là mình chỉ quá trình là trả hàng cho anh khách thôi. Còn các bạn quan tâm xem chi tiết hơn ý, thì xem tại link website, thì vì trong đấy anh em đã làm video nói kỹ về sản phẩm này rồi. Giờ mình sẽ tiến hành khui thùng để giao cho anh cho kịp tiến độ thôi. Máy có sẵn Windows bản quyền rồi, máy mới nó có hai cái lớp niêm phong này, anh ấy yên tâm luôn. Gần hết pin máy quay. Đó, anh ấy nhờ là cài cho Windows bản quyền. Thực ra là có thể anh ấy chưa thời gian nghiên cứu nhiều. Máy có sẵn Windows bản quyền rồi, giờ mình chỉ bung Win ra thôi và cài thêm một số cái phần mềm ứng dụng mà khách hàng yêu cầu là dùng được.
sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to United States. Is that right? Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Do you also type with another keyboard layout? Now let's get you connected to a network. Just so you know, connecting to a network now. Next up, the legal stuff. Type what you want to name your account. Microsoft recommend. Hey, look, that's me. Your device manufacturer would like your contact info to send. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Mà tắt chỉ vậy thôi. Bây giờ cài nốt cái phần mềm khách yêu cầu nhưng mà ra khách là xong.